Hello, xin chào tất cả anh em. Anh em cùng mình ngắm bụi buổi sáng nhé. Bụi thì thôi rồi. Ăn bụi lúc thôi, giờ sang đây uống cà phê. Thế mình đâu đá nhá. Đây bao giờ? Đưa dòng. Hello chào. Bố cua ra đầu thế kia. Mặt đen rồi đấy. Nhắn kín cơ. Tối um. Đâu rồi, không chọc đâu rồi. Các cá mượn con này nhá. Quay được không? Không, cá mượn con này này. Đang thi nhiệt này. Cái này nó chịu uống nước đâu. Điên à, sao uống nước làm gì? Đi quay đi. Cương mày không làm sao lại cương này nhỉ? Khổ cả coi. Mày đeo ra tường. Cái này thắng nó quay suốt. Tao vừa lấy về làm khi mưa đó streamer, cái này làm nào được streamer, phải GoPro giờ chị em đua nhau cùng hoa nhiều lắm. 150 cây và dùng cứ 150 200 cây. Gọi là có nghề. Tôi bảo cầm con này đi quay đi. Mình lười. Chả mấy khi quay. Từ hôm 21 hôm nay thì có đông đưa thì là muộn tốt rồi là mình chiều mai nó xuống nắp và nghỉ là nắp gì hết mỏi bò mẹ ai nắp mấy không nắp hệ thống máy